Đây, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần ứng dụng này. Một cái ảnh như thế này, bây giờ các bạn quan sát ở trên cái bài này, rõ ràng là cái ảnh gốc nó không giống thế này, đúng không? Không gian không rộng như thế này và nó không cao như thế này, đúng không? Thì bây giờ tôi có ảnh này, tôi sẽ xử lý trước hết là kiểm tra xem cái này đã là layer không chưa hay là background. Đấy, chuyển layer không, mở rộng không gian làm việc. Thằng này rộng gấp đôi, vậy là tôi mở ra thêm 6 inch. Thằng này cao thêm cũng gấp đôi, tôi cho khoảng 4 inch. Mở rộng về góc. Ok, đến đây, đúng không? Bây giờ tôi mới thực hiện thao tác là gì đây? Quan sát lại một cách tổng hợp luôn nhé. Vẽ một cái vùng chọn bao xung quanh cái cô này để bảo vệ hình hài và tỷ lệ cho cô ấy. Ok, lưu, select, save selection. Ok, xong, Ctrl D, hủy bỏ vùng chọn đi. Đó, sau đó thì tôi làm gì đây? Chọn layer này, edit này, content away này. Trước khi mà chạy thì bật nhận diện cái vùng bảo vệ ra, đúng không? Kéo rộng nó ra gấp đôi, ok. Đến đây, tôi mở rộng ra và vẫn bảo vệ được hình hài con này. Bây giờ tiếp tục tạo một layer mới, đưa layer này xuống dưới, đo giá trị màu. Sau đó thì tôi sẽ tô cho cái layer phía sau này màu như thế. Về cơ bản, bắt đầu nó có cái sự kết nối với lại cái hậu cảnh phía sau. Tuy nhiên, do cái màu nó không đồng nhất, cho nên cái đoạn này là nó có cái sự vẫn bị phân ngang ra này, đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm một cái thao tác như thế này. Trước hết là chọn lấy cái vùng cái khăn đây đã, để chúng ta xử lý cái khăn đó. Sau khi lấy được rồi, Merge One trừ cái phần trong này đi, lưu đi để tí nữa dùng lại. Shape khăn. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu làm cho nó liền mạch vào nhau bằng cách chọn thằng này, đúng không? Chúng ta tạo mặt nạ, sau đó thì chọn cái này, tô chuyển màu đen và trắng, đúng không? Khi mà chúng ta tô một cách hợp lý thì nó sẽ giấu được cho chúng ta cái khu vực gì đây ạ, ranh giới, để nó lẫn vào với nhau, đúng không? Sau đó thì chúng ta xử lý tiếp thì đây, select này, load selection này, chọn khăn này, đúng không? Sau đó thì ở cái layer này chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta tô vào. Lúc này thì chúng ta tô bằng màu gì đây nhỉ, cầu vồng này, đúng không? Chế độ tô thì chúng ta để nó để color, để cho nó hòa trộn màu vào này. Cái này nếu mà chưa hoàn toàn thì chúng ta sẽ mở rộng thêm một tí. Chúng ta trừ bớt tất cả những phần bên ngoài này đi. Ví dụ hết, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ tô chuyển luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thế đây, màu sắc vào trong cái khăn này, đúng không? Đấy, thế còn thêm những cái khác là chúng ta đặt những cái hình vẽ vào đấy. Nếu các bạn quan sát ở đây thì các bạn thấy những cái này thì chúng ta làm ở bên Illustrator. Chúng ta place nó vào, rồi chúng ta sẽ gia giảm thêm những cái opacity hoặc là cái chế độ hòa trộn để cho nó lẩn khuất vào đây. Thế thì đây, người thực việc thực, công việc mà chúng ta vẫn làm. Đấy, những thứ các bạn vẫn nhìn thấy hàng ngày trên màn hình của tôi thì tôi cũng chỉ dẫn luôn là đấy, cách thức mà chúng ta vận hành là làm như thế. Ứng dụng bằng kỹ thuật là che chắn một phần hình ảnh, cộng thêm các kỹ thuật cũ như là mở rộng vùng làm việc này, mở rộng khung ảnh này, rồi tạo vùng chọn này, đó, rồi
tô và các chế độ tô này, các kỹ thuật lựa chọn này. Đấy thì nó kết hợp với nhau để chúng ta ra được những cái sản phẩm mà mang tính ứng dụng thực tế luôn như thế này.